Tức là giờ nha, mình phải lên bệnh viện Hùng Vương đăng ký trước. Mình đăng ký trước như Hiền ấy. Không, ý là ngày mai em đưa nó đi khám để người ta xét nghiệm máu. Rồi người ta siêu âm cho chụp xăng ngày bao nhiêu. Rồi này nọ, nói chung là ngày mai chị chở rồi chị chở đi hả? Lời nói đầu tiên cho Chọc xin gửi lời chào đến quý bà của chú anh chị. Và hiện tại Chọc đang ngồi một với một bé của anh chị mới 16 tuổi. Thì cha mẹ cũng đã bỏ và mất khá là lâu anh chị. Thì bé sống ở ngoài vỉa hè ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì Chọc đến đây để mà hỏi tình hình như thế nào. Nhưng mà bé hiện tại bé đang có bầu hơn 8 tháng mấy của anh chị, sắp sinh rồi. Thì Chọc đến để tìm hiểu và Chọc cũng giúp được gì giúp. Nhưng mà bé nói là có một cái kênh YouTube nào đó giúp, thì để Chọc để cho một cái anh em đồng nghiệp giúp của anh chị. Tại vì có khi mà mình vô mình giúp không được mà lại xảy ra chuyện này chuyện kia, cho nên là Chọc cũng không chia sẻ như nhiều. Thì chờ Chọc sẽ mời của anh chị ngồi tâm sự với bé. Rất là tội nghiệp bé luôn anh chị, cha mẹ mất hết là bên nội bên ngoại gì không ai nhận như thế nào đó. Thì Chọc sẽ mời của anh chị, Chọc sẽ quay hình ảnh tí xíu thôi, vài ba phút để mà gửi đến quý bà của anh chị thôi nha. Dạ, em mời quý bà quý vị hãy tiếp tục xem video về rất là tội nghiệp bé là người Khmer của anh chị. Dạ, trước mặt của chú anh chị đây là bé mới 16 tuổi thôi, quý bà quý anh chị đã hiện tại có thai gần 8 tháng mấy, gần 9 tháng của anh chị. Thì hiện tại giờ Chọc cũng đang ngồi nói chuyện với bé, hay mà có một cái kênh YouTube giúp đỡ rồi, cho nên Chọc không quay thì Chọc cập nhật để cho mạnh thường quân của bên Chọc biết thôi quý anh chị ạ. Dạ, đầu chọc cái gì cũng chọc. Vậy con còn mấy ngày nữa con đi ấy rồi đúng không? Mấy ngày nữa là nằm mổ rồi. Dạ, không biết là có vẻ bình thường không? Ngày mai mới biết. Tức là giờ nha, mình phải lên bệnh viện Hùng Vương đăng ký trước. Mình đăng ký trước như Hiền ấy. Không, ý là ngày mai em đưa nó đi khám để người ta xét nghiệm máu. Rồi người ta siêu âm cho chụp xăng ngày bao nhiêu. Rồi này nọ, nói chung là ngày mai chị chở rồi chị chở đi hả? Rồi ai buôn bán? Cái buổi nay em qua giờ em đi bán. À, cực quá ha. Tôi gọi lên bệnh viện Hùng Vương ấy, nhiều người ta nhắc. Mà cái Hiền nhà tôi nó đẻ bệnh viện Hùng Vương ấy.